Ừ, thôi bây giờ coi như là chương trình này là chương trình anh Sang dạy cho Tám thổi kèn. Bà lo mà nói chuyện sao nó chở tôi đi vòng vòng nãy giờ tôi không tìm mà được cái sao bắt sao. Không phải ha, nói chuyện làm cho nó thấy con mắt. Để ba lắc nó bị béo không? Không, quán đầu em nói là cái là em nè. Cái gì ngon? Xin chào các bạn, rất là vui khi gặp lại các bạn trên kênh Bà Tám Cam Thơ. Ủng hộ Tám bằng cách like and subscribe. Hello anh Thanh Sang Trần. Hello Tám. Trời ơi. Hello đồng bọn và các bạn theo dõi kênh của bà Tám Cam Thơ. Anh khỏe không? Khỏe. Ừ. Tình hình của anh sao rồi? Tình hình thì cũng bình thường, không có gì đó. Ở Bình Dương thì chưa có ca nào hết. À, ở Bình Dương chưa có ca nào. Rồi ở Bình Dương sao? Ở Bình Dương nó vẫn cái lệnh của nó giống y như ở Sài Gòn luôn ha anh? Thì cách ly phần xã hội, nhưng ở Bình Dương thì nó đang đi nhiều lắm. Bình Dương là như là không có chặt hai xã. Đi bình thường. Không có giống như Sài Gòn. Hơi hơi chút thôi. Nhưng mà có đi làm này kia bình thường không? Lúc mình mấy cái nghiệp đồ cũng làm bình thường. Oh. Làm ít hơn mà đặt nó làm tăng ca đồ. Nay nó không tăng ca, làm hết giờ tránh là ngày. À vậy hả? Chứ nó không có cấm giống như ở Sài Gòn ha anh? Không có cấm gì hết. Cấm thì mấy hàng quán hay là massage, karaoke rồi là cấm hết. Ồ, vậy cũng cấm ha. Nhà hàng này kia cũng đóng cửa luôn. Đóng cửa. Là Bình Dương là hiện tại là chưa có ai bị hết. Trời ơi các bạn ơi, hôm nay á Tám với lại anh Thanh Sang Trần dự định á là lên lịch á là tới giờ này á là hai anh em á FaceTime xong rồi đờn, xong rồi hát với nhau. Ai ngờ đâu bị trục trặc kỹ thuật. Mình không có biết, mình không có nghĩ là mình không có làm được. Mình nghĩ là mình làm được, cuối cùng là thử thì không có được. Tại vì nó delay, giống như là Tám á, nói với anh Thanh Sang Trần á, là khoảng vài giây nữa anh Thanh Sang Trần mới nghe. Rồi anh Thanh Sang Trần mà có đánh đờn á, thì mấy giây sau, một vài giây sau nó delay một chút xíu. Nó không có phải mà cùng một lúc, cho nên không thể nào mà anh Sang ảnh đờn cho Tám hát được hết trơn á, không thể nào. Nãy giờ hai anh em tập thử qua thử lại và cuối cùng không được, thôi coi như là cái kế hoạch này bị hủy bỏ. Anh không ấy, anh đờn với anh Hòa Tấu một mình anh một đoạn nhỏ đi cho mọi người nghe một chút xíu thôi, một đoạn ngắn thôi. Một cái intro thôi. Ừ, cái đó thì được. Còn mà em mà hát vô thì là không được. Một mình anh thì ok. Anh biết sao không? Đó, nội mà cái âm thanh mà anh đờn với lại anh thổi kèn á ở trên anh á, là bữa nào em post lên là anh sẽ nghe được cái âm thanh của anh nó như vậy đó.
nó cứ mất có mất vậy đó. À, bữa nào em post lên anh sẽ nghe, anh sẽ biết. Cho nên em đâu thể nào mà em hát under mà em hát được. Bởi vì uổng ghê không? Thì cái tình hình là như vậy đó các bạn. Coi như hai anh em của tôi coi như lực bất tòng tâm. Nè, cái kèn nè. Anh Thanh Sang Trần á, hồi trước á, Tám nói Tám thích thổi kèn harmonica. Rồi xong rồi cái ảnh tặng cho Tám nè, đây là một cái kèn kỷ niệm của anh Thanh Sang Trần và Tám đây. Hồi đó anh Sang tặng em cách đây hình như là 2 năm phải không anh? Đợt trước nữa. Đúng rồi, em nhớ mà. Đợt trước nữa là em về Việt Nam phải không? Ừ, anh... đợt mà Tám đi Thái Lan đó, nhớ không? Ờ đúng rồi, đúng rồi. 2 năm rồi hả? 2 năm rồi. Ủa, nhanh ghê luôn á. Mới đây 2 năm rồi. Mà 2 năm rồi mà Tám chưa thổi được bài. Bài nào? Trời ơi anh ơi, khó quá. Em cũng mới đợt em cũng về em cũng tập dữ lắm mà sao em tập mới được, nó khó quá anh. Nó mỗi lần nó hít vô là nó khác, mà nó hở ra là nó khác. Tám khỏi vậy đến lý là được rồi đó. Tám đi riết mà nó có khỏi không kêu cũng được. Đâu có ai dạy. Đâu có ai dạy em đâu mà em khỏi. Tám về có mấy bữa là Tám khỏi gần được bạn bé bé bồng bồng gì em nhớ không? Bé bé bồng bồng. Ừ, gần được rồi. Cái cũng chịu tập tí. Khỏi xong bạn đó được là mấy bữa sau nó dễ hẹt à. Ồ, vậy đó. Nữa. Ủa nhưng mà có một cái thắc mắc này nè, hồi hôm qua em nói chuyện với anh á, em nói với anh là cái tông cái bài hai anh em là tính dự định là hát tặng cho các bạn bài Nếu Xa Nhau. Nếu xa nhau em xin làm mây thu khóc anh dài những thoáng mưa ngâu, cái bài đó đó mà hỏi anh Thanh Sang đó, anh em hát tông rê đó, cái anh Thanh Sang nói cái kèn không có tông rê, cái kèn của anh á nó chỉ có tông đô à. Nó nói ủa sao kỳ vậy, sao cái kèn mà không có tông rê rồi sao quánh cho ca sĩ hát tông rê mà chứ không phải hát tông đô đâu. Cái nó không có, anh có tông đô à. Rồi em hỏi anh là bây giờ em hỏi anh tại sao là cái kèn là không có tông rê. Có mày kiếm chưa có ra, nó đủ hết 12 nốt luôn. Ủa vậy á? Ừ, là cái nhà mới có 4 hợp âm. 4 hợp âm. Gần được kiếm chưa ra, nó có nhưng mà lại kiếm không ra. Kiếm không ra làm sao? Con anh đô vậy đó. Ừ. Si nó có si giảm luôn nữa, si trưởng mà si giảm luôn. Tại không biết chỗ nào kiếm á. Thì luôn đó mà kiếm không có ra thi. Cái kèn, cái nguyên tắc của nó là nó chỉ khác tông thôi, nhưng mà cái cách hỏi thi hết nhau vậy hết. Cái cây mà giờ, cái cây mà của Tám là cây tông đô, thì là Tám biết khỏi là đưa qua tông la, tông son gì là cũng khỏi như vậy, không có khác, chỉ điều khác tông thôi, phải đánh cùng tông như cây đại, hiểu không? Không. Cái nguyên tắc hỏi đó nó vẫn có như cái tông đô à, mình cần khỏi cái tông đô làm sao thì mình nên cây tông pha hay là tông son, vẫn khỏi như vậy nhưng mà chỉ khác cái tông với cái đơn thôi. Mình thấy dụ như cái này là tông đô thì đánh cái đơn đánh tông đô, gặp như ngày qua đánh chưa hát tông rê trưởng thì cái kèn đâu có hỏi rê trưởng được đâu, chỉ có cái đơn đánh được thôi. Giờ nếu mà hỏi theo Tám ha, Tám hát mà tông rê á là phải có cái kèn tông rê hỏi mới được, nhưng mà nguyên tắc hỏi vẫn hỏi về cây tông đô, nó chỉ khác tông thôi. Ủa cái kèn là nó có mỗi cái kèn nó có một tông riêng hả? Một tông hả ba, ví dụ như cái kèn của Tám này là nó chỉ hỏi được một tông đô thôi. Ủa là đô trưởng, bài nào đô trưởng là hỏi được hết, nhưng mà hỏi khác rê trưởng hay là con là cũng được. Ủa ngộ vậy? Nó vậy nên mỗi cái kèn nó một tông khác nhau. Cũng như cây này á thì ở trưởng á là đô trưởng,
còn thứ là la thứ, hỏi là hai hai bạn thứ thì hỏi là trong la thứ nó vậy đó, còn hỏi chơi thứ không được nữa. À thì ra nếu mà anh thổi kèn cho nhiều người hát tông khác nhau là anh phải có mấy cây kèn hả? Có nhiều cây. Ồ. Nó là mấy người đó phải hát theo tông cây kèn. Bữa tiên như bữa nay tập là 8 hát theo tông đô nè. Ồ, rồi em hiểu rồi đó, em hiểu rồi. Ngộ quá ha. Nếu vậy là mình phải phải có nguyên một cái vali kèn đủ thứ cây kèn của nhiều cái tông, ví dụ ca sĩ báo tông tông rê thì mình lấy cái kèn tông rê ra mình thổi. Ồ, uống ngộ ăn. Cái cây kèn này á là nó không có thổi nó thăng được. Ờ. Rồi mà bài nào có nó thăng á thì được. Coi như cái nó mình không có thổi được. Nó có một cây kèn có nó thăng nhưng mà cái kèn nó là phải thổi không kìa mới bấm được, tại nó cái nút ở ngoài cái đầu cái kèn nè bóp vô là mới thổi nút thăng được. À. Còn cái kèn này là không có thổi thăng. À vậy hả? Ngộ quá hả? Rồi có cái kèn mà bóp bóp. Cái kèn mà nó hay mà bịch bịch vô cái lỗ là lành phải nó thăng không? Đó là cái kỹ thuật thổi của nó. Nhưng nó bóp lại vậy rồi nó làm cho nó kêu hay hay đó. À. Chứ là cái kỹ thuật thổi thôi. Chứ không phải là... À nó không có đổi nó. Chỉ bóp lại thổi vậy cho ấm rồi. Hay vậy thôi chứ nó không có tác dụng gì khác hết. Thôi bây giờ coi như là chương trình này là chương trình anh Sang dạy cho Tám thổi kèn. Đây nè. Có cái kèn này mà. Ủa mà cái kèn của em là tông rê hả? Đúng trưởng. Ủa cái kèn thứ. Cái này á hả? Hỏi cái hả? Bản nào đô trưởng là thổi được hết, mà tại vì mình hát thôi, cái bản nào cũng thổi được hết. Mà tại vì nó chỉ thổi được trong đô trưởng thôi, chứ không phải là không có thổi, không có kén bài. Không có đi theo, không có đi theo ca sĩ. Mình phải bắt buộc nó theo cái trong đô vậy thôi. Là ca sĩ phải đi theo nó. Là ca sĩ phải theo. Trời ơi. Cây kèn mình rồi khôn quá vậy, mình khôn dữ bắt theo mình không mấy. Tông đô cũng nhiều người hát lắm chứ bộ. Tông đô á. Mình vậy nè. Mình thổi ra thì nó nốt khác, mà mình hít vô là nó nốt khác anh ha. Hít vô nốt cao hơn. Đúng rồi. Nè bây giờ em thổi ra này nha, xong rồi em hít vô sau nha. Đó, ha, hai nốt khác nhau ha. Bởi vì cái khi mà cái khi mà em thổi ra, cái em hít hơi, cái em hít thơm lấy thật, lấy hơi cái nó ra cái nốt khác à. Tại mình chưa quen, mình quen rồi, tự cái não mình nó điều khiển mình lấy hơi phải không, nên không có bị dắt cái kiểu đó. Đúng chứ rồi, mình hỏi được một hai bài là tự hỏi được luôn, hỏi cần phải là nhớ hết á. Để em tập mà thấy cũng hơi khó nha, tại vì lúc mà mình đưa cái nốt này qua cái nốt này vô nha, ngày nào anh yêu em đi phải không nè. Khó quá. Tám mà chúng ta làm tháng là khỏi được bảo đảm. Giờ
Nhưng mà tập bằng cách nào đây? Tập bằng cách nào anh? Tự mình tự mò hả? Tự mình đuổi theo cái não mình nó nhớ vô à. Chứ không có cách nào hết á. Chứ hỏi tám làm sao giờ mình thấy cái nốt được mà biết cõi đúng nốt. Ồ, đấy nè. Cái não mình làm sao mình giờ mình thấy được. Không? Chỉ cần mình nhích qua kha, mình nhích qua nhẹ chút xíu là cái nốt khác liền. Ờ. Thấy không? Đúng rồi. Ừ. Ủa nhưng mà là cái não mình nó nhớ bỏ được. Nhưng mà anh học kèn này là thầy nào? Anh học thầy nào hay là anh tự mò, anh tự học? Không có thầy nào, thầy tự mò không? Cái mà khỏi gần là phát hiện ra thổi ngược. Thổi gì anh? Thổi ngược. Thổi ngược hả? Ừ. Ngược là sao? Là phải để cái nó thấp, nó bên trái. Cái nó cao, nó bên phải. Là vậy là em để đúng rồi nè. Ừ. Đúng rồi đó. Vậy là đúng không? À bên phải đây. À. Anh nói dày. Ừ. Nó đâu có ai chỉ đâu mà khỏi lạnh rồi mà phát hiện ra mình khỏi ngược. Rồi đó là anh thổi kèn trước hay là anh biết đánh đờn trước? Thổi kèn à, lúc vừa giải phóng xong là biết thổi. Nhưng sao em làm sao biết khỏi. Ồ, vậy là anh biết thổi kèn trước. Ông đàn thì tới năm 80 á, là có tập đàn. Đâu có ai chỉ đâu. Đó, ở cái quê mà ai mà chỉ. Còn đi học lớn không. Thành ra giờ. Trời hay quá ha. Rồi, ngựa nè. Anh chỗ Linh Ba cho vô vô giáo đó. Một tháng là biết lắm. Nhưng mà còn nhát quá không dám thổi lớn. Đó mình chịu tập này nè, khỏi đạn cũng mà bảo đảm luôn á. Ờ ha, cũng chịu tập. Nhưng mà cũng biết lắm á. Ừ. Thắng nghiệm đăng. Tập bài gì giờ ta? Có bài cháu Linh Ba dễ thắng nhất. Thắng gì là tập được á. Trời ơi, em nói nha, để bữa nào à, em về Việt Nam em đi theo anh Thanh Sang em học một khóa rồi em mới về em tập, chứ giờ không có biết gì chân, học mà không có biết gì, học mò học không có biết cái cách để mà mình thổi làm sao cho nó hay, chứ mình học tầm bậy bạ mình thổi đâu có hay đâu. Thôi mình học mấy à, chứ học để biết là nốt này nốt nọ đó, chứ mình hỏi hay không là do mình đó. Nhưng mà nó có cái hợp âm cũng hay lắm nha, mình phải biết thổi là hay lắm á. Nó mình thổi ra nó có nhiều tiếng, nó trọng lắm nè anh Sang. Ừ. Không đó, nó nhiều tiếng, nó trọng chứ không phải là một nốt đâu. Dạ. Xuyên tạm đi, bảo là ai nghĩ vậy hả? Ok. Để kỳ này em phải cố gắng em tập cái đã. Sẵn nghiệp ở nhà nè. Sẵn nghiệp bị cách ly ở nhà tập đi. Ok anh Thanh Sang. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Đã trò chuyện với em hôm nay. Là coi như là ta kêu bằng dạy thổi kèn qua online á. Thì cái này cũng tình cờ thôi.
thì tính là gọi cho ảnh để mà ảnh đờn rồi ảnh thổi kèn cho Tấm hát, tưởng là dễ ngon ăn, ai nhà đâu có ăn được đâu. Không làm được gì trơn. Thôi Tám thôi, bởi vì cái số em bà Tám cũng vẫn là trở lại bà Tám mà, chứ không có cho hát hò gì đây hết trơn. Ok anh, rồi em chúc anh sức khỏe nha. Cái số chúc 78 gia đình với đồng bọn và fan mà hôm nay theo dõi kênh Facebook với lại kênh YouTube của bà Tám Cần Thơ tiếp tục theo ủng hộ bà Tám. Chúc mọi người sức khỏe, đang vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Dạ rồi, ok anh, rồi em bye bye anh nha, cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi. Bye anh. Bye Tám. Trước khi kết thúc video này thì Cám Tám cũng nói thêm về anh Thanh Sang Trần là một đồng bọn của 78, cũng rất là dễ thương, rất là hiền lành mà rất là khôi hài. Những cái comment của anh ở trên Facebook của Cam Thơ là mắc cười lắm, nhiều lúc mình đọc mà trời ơi mình bật cười luôn á. Là như là ảnh, tuy là ảnh hiền, ở ngoài ảnh không có nói gì hết á, ảnh ra gặp ảnh ở ngoài là ảnh ngồi im re, nhưng mà cái lúc mà ảnh comment ở trên Facebook á là ảnh như là một người khác vậy đó. Cho nên là mọi người rất là ngạc nhiên khi mà lúc mà ra ngoài gặp ảnh á, ảnh ngồi im re à. Giống như bà Linh Trần cũng vậy nữa, coi như bà comment là vui lắm, làm cho mình vui, mình cười, dễ thương lắm. Nhưng mà có một cái là ra ngoài á, gặp á thì là im lặng, không nói một tiếng, y chang anh Thanh Sang Trần. Hai người y chang luôn. Anh Thanh Sang Trần là ở Việt Nam, còn bà Linh Trần thì là ở Mỹ. Thì trong đồng bọn thì có hai người đó, là đặc biệt, là cái điều đó là đặc biệt nhất mà Tám rất là ấn tượng. Đồng bọn ruột lâu năm á, thì đều biết anh Thanh Sang Trần, không có ai mà không biết ảnh hết á. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của Tám nha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Bye bye, thank you.